Lầu Năm Góc mới đây đã từ chối mọi kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu MiG cho Ukraine, thậm chí là việc thông qua một nước trung gian. Theo hãng tin AP, thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin đã hội đàm với người đồng cấp Ba Lan nhằm chia sẻ các đánh giá của Mỹ về việc chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho rằng đây là hành động có rủi ro cao và không thể mang lại thay đổi gì đáng kể. Ông Kirby nhấn mạnh, Mỹ đang theo đuổi các lựa chọn khác, thay vì chuyển giao Mi-29 cho Ukraine, bao gồm cung cấp các nhu cầu quân sự quan trọng hơn cho nước này như hệ thống phòng không và vũ khí chống tăng. Trong những ngày qua, chính phủ Mỹ đã gây sức ép với Ba Lan với đề xuất gửi máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất đến Ukraine. Ba Lan cho biết họ đang chuẩn bị bàn giao toàn bộ 28 chiếc Mi-29 cho Ukraine, nhưng bằng cách đưa chúng đến căn cứ của Mỹ ở Ramstein, Đức. Vào hôm mùng 8 tháng 3, Lầu Năm Gấp cho biết họ không thể giải quyết đề xuất này. Tình báo Mỹ cũng kết luận rằng đề xuất này không khả thi và có thể được coi là làm leo thang căng thẳng. Kích động phản ứng đáng kể của Nga Trong tuyên bố mới đây nhất, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi binh lính Nga rút lui. Ông Zelensky cũng thể hiện quan điểm trước đề xuất của Ba Lan về việc chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine từ một căn cứ của NATO trong một tin nhắn video trên Telegram, ông Zelensky cho biết chúng tôi rất biết ơn Ba Lan vì đã sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Ông yêu cầu đưa ra quyết định cần thiết liên quan đến việc Mỹ từ chối đề nghị của Ba Lan về việc chuyển tất cả các máy bay chiến đấu Mi-29 của họ tới một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh nước này có chiến tranh với Nga. Lầu Năm Góc cho rằng, việc trên gây ra những lo ngại nghiêm trọng cho toàn bộ Liên minh NATO. Ông Zelensky cho biết, Chúng ta đang có chiến tranh, chúng ta không có thời gian cho tất cả những tín hiệu này. Đây không phải là bóng bàn, đây là cuộc sống của con người. Chúng tôi yêu cầu một lần nữa, hãy giải quyết nó nhanh hơn, đừng chuyển giao trách nhiệm, hãy gửi máy bay cho chúng tôi. Tổng thống Ukraine cũng nhắc lại lời kêu gọi binh lính Nga rút lui và nhấn mạnh rằng họ vẫn còn cơ hội. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho tới khi giành lại được đất đai và trả thù cho những người của chúng tôi bị giết, ông nói không có gì chờ các anh ở đây ngoại trừ bị giam cầm, ngoại trừ cái chết. Trong một diễn đàn khác, trả lời phỏng vấn với tờ The Build về khả năng ông có sẵn sàng công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass và Crimea hay không, nhà lãnh đạo nói, điều này không nằm trong những gì tôi có thể cam kết, mục tiêu của tôi trong bất kỳ cuộc đàm phán nào là chấm dứt chiến tranh với Nga ông zelensky sẵn sàng tiến hành các bước đi để nhằm kết thúc chiến tranh sẵn sàng đàm phán sẵn sàng thỏa hiệp song không thể phản bội người dân và nga cũng nên sẵn sàng thỏa hiệp